Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Bồ Bồ Tát Sa Pa Ga Va Tô A Ra Tô Sa Ma Ta Sa Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Bồ Mời ngồi. Hôm nay trước khi đến giảng thì thầy mới trả lời xong một số câu hỏi ở trên hỏi đáp. Trong số các câu hỏi đó có một câu đáng lưu ý. Đó là có một người hỏi rằng là nhờ nghe pháp thầy cho nên là đã vượt qua được rất nhiều khó khăn trong đời sống và làm công việc tốt hơn. Thế nhưng mà có một cái thắc mắc là thế này, là khi làm công việc á thì hoàn toàn chú tâm vào cái công việc, vì vậy lúc đó đó không còn thấy có bản ngã. Như vậy thì có phải là vô ngã hay không? Bây giờ ai trả lời được ai trả lời được là lúc đó có vô ngã hay không? Nếu như khi mình làm một cái việc gì đó, hay là mình chú ý vào một cái gì đó mà mình quên hết, tức là quên mình luôn, thì có phải là vô ngã không? Cái trạng thái này đó là cũng thường hay xảy ra. Thí dụ như mình chú mục vào một cái điều gì đó, chú ý vào một cái điều gì đó, và lúc đó mình có thể quên hết, quên mình luôn. Nhưng mà lúc đó đó thì có một cái từ mà chính xác cho cái trạng thái này đó là vong ngã, chứ không phải là vô ngã. Vong ngã tức là mình quên mình đi. Không có, lúc đó là đúng là cũng không có cái khái niệm bạn ngại gì vào trong đó, nhưng mà là nó chỉ là tạm thời quên cái ngã thôi, chứ chưa phải là vô ngã. Vậy thì qua cái câu hỏi này thì mình cũng hiểu thêm một điều là như thế nào mới là vô ngã. Xuyên suốt những cái bài giảng của thầy á thì thầy vẫn nói rằng là trạng thái không phải là quan trọng, mà là cái thấy ra mới là quan trọng. Có phải không? Tức là giác ngộ mới quan trọng, chứ không phải là mình đạt được trạng thái nào. Cho dù mình có đạt được cái trạng thái mà không có ngã thì cũng chưa phải là giác ngộ. Chẳng hạn như khi mình ngủ quên đó thì là mình cũng đâu có cái ý niệm ngã gì đó, thế nhưng mà mình đâu có giác ngộ. Vì vậy cho nên đó là cái chữ mà vô ngã ở đây đó là do giác ngộ. Mặc dù tất cả các pháp là vô ngã, tức là trong bản chất thực của tất cả các pháp là vô ngã, còn ngã đó là do mình ảo tưởng dựng lên thôi, cho nên không có. Không có cái gì có ngã hết, mà chỉ do mình tự dựng lên. Ví dụ như là bây giờ mình bình thường rồi thì mình chẳng có ngã gì cả, lúc đó ai chửi mình cái mình nổi sân lên thì lúc đó mình là có ngã. Còn nếu như lúc đó mà mình hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác thì người ta chửi thì chỉ nghe chửi thôi. Và tâm mình vẫn là bình tĩnh sáng suốt. Thì
nó không có khởi lên cái ngã gì hết. Thành ra cái ngã đó là do mình khởi lên, chứ không phải là cái ngã nó là nó có sẵn. Nhưng mà nó cũng có một cái ngã ngũ ngầm. Cái ngã ngũ ngầm tức là do mình cứ khởi lên cái ngã, hay là mình hình thành cái ngã qua những cái khái niệm, qua kiến thức, qua khái niệm, qua cái sở đắc, sở tri. Và từ đó đó mình tạo thành một cái ảo tượng về một cái bản ngã, cho rằng là tôi là như thế này, tôi là như thế kia, hay là cái này của tôi, cái kia của tôi. Thì do như vậy cho nên mình mới có một cái ảo tượng về bản ngã thôi. Nhưng mà cái ảo tượng này nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Cho nên nếu mà mình đang ở trong tình trạng vô minh, tức là mình không sáng suốt biết mình, tâm mình hoặc là tâm mình bằng đồng chạy đi đâu đó, thì lúc đó mình gặp một cái trường gì đó, thì cái ngã mà nó ngủ ngầm đó đó, nó sẽ khởi lên, tức là nó sẽ hoạt động một cách vô thức. Rồi sau đó đó cái ngã hữu thức mới là tiếp theo. Tức ban đầu là cái ngã vô thức nó khởi lên, rồi cái ngã hữu thức mới là tiếp nối thêm, tiếp sức thêm. Và cứ như vậy mà nó làm giàu cho cái ngã ảo tượng đó. Cho trên thực tế đó là không có cái ngã, thực sự là hoàn toàn không có cái gì là cái ngã cả. Nhưng mà mình cũng phải phân biệt cái điều này, tức là cái ngã ảo tượng là khác, còn cái mà thực tại thân thọ tâm pháp đang là, thì cái đó thường mình hay nói là biết mình. Thì cái chữ mình đó là thân thọ tâm pháp đang là thôi, nó là thực tại thân thọ tâm pháp đang là, chứ hoặc là thân tâm cận đang là, chứ không phải là tôi hay là của tôi. Còn từ nơi cái thân tâm cận đang là đó, từ nơi cái thân thọ tâm pháp đang là đó mà mình tạo ra cái ảo tượng là tôi, của tôi, thì khi đó nó mới có cái ngã. Nên mình phải thấy rõ cái việc mà hình thành cái bản ngã đó. Và như vậy á, khi mà mình hoàn toàn quên mình, hay là vong ngã, thì là lúc đó không phải là vô ngã. Bởi vì lúc đó thực ra là cái ngã không có khởi lên thôi, chứ không phải là vô ngã. Như vậy thì vô ngã như thế nào mới gọi là vô ngã? Thấy ra vô ngã là sao? Đầu tiên ví dụ như mình đi, thì mình nói là dù là nó rất là tiềm ẩn, nhưng mà mình vẫn là có cái tôi đi trong đó. Tôi đi trong đó, hoặc là tôi phải đi thế này cho nó trang nghiêm, tôi phải đi thế này đó thế kia. Thành ra lúc nào cũng có cái tôi đi trong đó. Nhưng mà khi chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó nó tròn vẹn với cái diễn biến đi thôi. Cho nên á, đầu tiên là chị thấy có danh sắc đang hoạt động, chứ không thấy có cái gì khác trong đó. Chị có danh sắc đang hoạt động thôi, hay là thân tâm đang hoạt động thôi, chứ không có cái gì trong đó. Thì cái mà thấy ra được điều đó thì mới gọi là thấy vô ngã. Thành ra vô ngã đó là trong tự nhiên nó có sẵn. Và muốn thấy được vô ngã đó thì phải là tâm chánh niệm tỉnh giác rộng lặng trong sáng, để thấy được là pháp chỉ như nó là thôi, chứ không có bản ngã trong đó. Tức là phải thấy ra điều đó. Thì có thể là khi mà đã thấy ra được điều đó rồi á, thì lúc đó có thể là mình sống trọn vẹn với cái gì đó, cho nên lúc đó nó không có ngã. Thì lúc đó là vong ngã. Nhưng mà bởi vì đã giác ngộ ra vô ngã rồi, cho nên lúc đó vong ngã với là vô ngã mới là giống nhau. Thì cái vô ngã là phải ở trong một tình trạng thật sự sáng suốt,
tròn vẹn tỉnh thức để thấy rõ ra là vô ngã, chứ không phải là cái giác ngộ đó mới là quan trọng. Còn nếu như bây giờ là một cái thí dụ như cái cây thì nó không vô ngã, nó đâu có khái niệm bạn ngã gì đâu, nhưng mà nó không giác ngộ được cái vô ngã đó. Cho nên cái giác ngộ vô ngã mới là chính yếu, chứ còn cái cây thì nó là vốn là vô ngã, nó cũng không cần phải quên bóng thân gì cả, tức là nó vốn nó đã là vô ngã rồi. Cho nên là bởi vì nó không có khởi lên cái khái niệm bạn ngã gì cả, nó chỉ sống thuần theo pháp như pháp đang là thôi. Cho nên nó là vô ngã, nó là biểu hiện vô ngã, nhưng nó lại không giác ngộ vô ngã. Điều đó là quan trọng á. Cho nên nó thường thường á, ví dụ như mình nói là khi mình làm gì thì mình sáng suốt biết rõ mình đang làm gì, thì cái câu này á cũng rất dễ hiểu lầm và nghĩ rằng là mình chỉ biết cái công việc mình đang làm thôi, nhưng mà không phải, tức là phải thấy rõ thân thọ tâm pháp. Bởi vì khi thấy rõ thân á, tức là trong cái việc làm đó, ví dụ như bây giờ thầy cầm cái ly lên uống, thì cầm cái ly đó thì không phải là mình chỉ chú ý vào cái ly không thôi, mà là biết rõ cả cái việc đưa tay ra cầm cái ly như thế nào. Như vậy là phải thấy rõ thân, và khi cầm cái ly đó thì là cái cảm giác như thế nào thì mình cũng biết đó. Và lúc đó cái nội tâm mình phản ứng như thế nào cũng biết đó. Và cái việc này đó, cái thấy đó đó, nó có hoàn toàn là rộng lặng trong sáng không, hay là trong đó còn có những trói buộc gì, còn có những cái che lấp gì, thì mình cũng phải là thấy ra. Thì cái mà thấy ra hết tất cả những cái đó đó thì mới là thấy vô ngã, mới là thấy vô thường vô ngã. Cho nên cái mà thấy ra đó, cái đó vẫn là cái mà quan trọng hàng đầu trong việc tu tập. Thầy nhắc đi nhắc lại là bởi vì như thế này, là rất nhiều người tu tập á là cứ muốn đạt được trạng thái. Cũng có một câu hỏi, trong đó cũng có một câu hỏi là có một người đó hỏi thầy là như cái mà người đó thấy như thế này có đúng hay không. Là họ thấy rằng là khi khổ á thì dễ tỉnh thức hơn, còn khi lạc á là dễ đắm chìm hơn. Đó. Nhưng mà mình á thường thường á là mình lại kể cả là người ta định nghĩa luôn á, ta nói là tu là ly khổ đắc lạc. Ly là chuyện mê khai ngộ thì đúng, nhưng mà ly khổ đắc lạc đó là sai. Phải, nếu mà đúng á thì phải là ly khổ ly lạc luôn, chứ không phải là ly khổ đắc lạc, tức là thấy khổ thấy lạc nhưng mà không có bị dính mắc, hay là không bị trói buộc, không bị chìm đắm gì trong cái khổ hay là cái lạc đó thì mới là đúng, chứ không phải là ly khổ đắc lạc. Thì mình vì cái nói là ly khổ đắc lạc cho nên mình cứ tu là cứ muốn làm sao mà đạt được những cái trạng thái an lạc, hay là muốn cõi lên một cái cõi nào đó an lạc. Nó tu cứ nguyện làm sao để cho được sinh lên cõi trời ấy. Tức là luôn luôn là mình cứ đặt cái lạc làm cái mục đích, nhưng mà không phải tu là để mà đặt cái lạc làm mục đích để mà thoát khổ. Thực ra chính cái khổ đó là cái mới là giúp mình thức tỉnh hơn đó. Ví dụ như bây giờ mình ham ăn, cái mình ăn quá trời quá đất thứ gì mà ngon ngon là mình cứ ăn hết trơn á, rồi nó cứ lạc không à, chứ nó không có khổ gì cả, thì là mình không bao giờ mà mình là có thể bỏ được cái tâm tham của mình được cả. Cho nên á là cái khổ á chính là cái mà giúp thức tỉnh, đánh thức mình để mình không có bị rơi vào cái tham sân si, rơi vào cái vô minh ái dục.
mà là đánh thức. Đánh thức tức là làm cho mình tỉnh thức, sáng suốt ra. Đó là nhờ cái khổ. Nhưng mà cái lạc á, thì nó rất là dễ bị chìm. Những cái lạc của cái dục lạc á, ở giữa thế cõi dục á, thì là cũng đã dễ chìm đắm rồi. Mà cái lạc ở trong thiền định sắc giới lại là chìm đắm hơn nữa. Và lạc trong vô sắc giới thì ta gọi là ở trong sắc giới á, thì gọi là hiện tại lạc trú. Còn trong vô sắc giới đó thì là gọi là không tịch trú. Mà không tịch trú đó thì lại là rơi vào cái gọi là trầm không trệ tịch. Đó. Thì những cái đó là những cái lạc vi tế. Nhưng mà ngay cả những cái lạc vi tế đó nó vẫn còn trói buộc trong tam giới. Cho nên nó vẫn là, ví dụ như mình nói là sắc ái với vô sắc ái, tức là cái chìm đắm ở trong cái lạc của cõi sắc giới hay là cái lạc của cõi vô sắc giới thì vẫn là hai cái trói buộc, hai trói buộc trong 10 cái trói buộc làm cho mình không thể nào mà hoàn toàn giác ngộ giải thoát được. Vì vậy mà không phải là ly khổ đắc lạc, mà là nếu một là ly cả khổ cả lạc, mà hai là dù ở trong khổ hay lạc mà tâm vẫn là thanh tịnh trong sáng, vẫn giác ngộ giải thoát, tức là không bị cái khổ hay cái lạc đó chi phối, thì khi đó mới là thoát khỏi cái vô minh ái dục. Còn nếu mà mình vẫn còn ham muốn cái lạc, đạt được cái lạc hay là an trú trong cái lạc á, thì vẫn còn bị chìm đắm. Thì cái điều đó cũng là cái điều mà cái câu hỏi đó cũng là một cái câu hỏi để cho chúng ta thấy là tu không phải là cái mục đích là để đạt được sự an lạc. Mà mình nó thường hay là có người khoe rằng là nhờ tôi tu cho nên bây giờ hết bệnh, nhờ tôi tu cho nên được cái này cái kia. Thì không phải là bởi vì được những cái đó mà mình tu, mà tu như vậy tức là tu để mình đạt được trạng thái này hay trạng thái khác. Trong khi cái tu thật sự đó là không phải để đạt được trạng thái này hay trạng thái khác, mà để thấy ra sự thật. Tức là khi mình chưa, tất cả sự thật nó đã có sẵn, nhưng mà vì mình chưa thấy ra cho nên mình mới là nhận thức sai. Mà nhận thức sai cho nên mình hành động sai, và nhận thức sai hành động sai đưa đến phiền não khổ đau. Đó, đại khái là vậy thôi. Còn nếu như mình mà nhận thức đúng thì cái quan trọng chính là nhận thức đúng, thì vô ngã cũng là một trong những cái điều mà nhận thức đúng. Mà nhận thức đúng có nghĩa là thế này, nhận thức đúng tức là khi mình thấy cái sự kiện đó, cái pháp đó, mà tâm vẫn là thanh tịnh trong sáng, vẫn rộng lặng trong sáng, mà không bị ảnh hưởng bởi cái tình trạng đó, cái hoàn cảnh đó, hay là cái tình huống đó, thì như vậy á mới là cái người giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ tức là thấy ra tất cả mọi mặt của các pháp, và giải thoát tức là không bị các cái pháp đó trói buộc mình nữa. Thì nó có hai cái ý nghĩa về cái giải thoát đó. Một là giải thoát là mình ra khỏi cái khổ cái lạc đó, tức là mình không còn ham muốn gì trong cái khổ cái lạc đó. Và hai đó là ở trong cái khổ lạc đó mà tâm mình hoàn toàn là thanh tịnh trong sáng. Thì đó mới là gọi là giác ngộ giải thoát. Bây giờ có ai hỏi gì thêm? Dạ thưa thầy, con mới nghe thầy giảng thì con thấy là, thì thường là hình như con thấy là đa số nó chỉ dừng lại ở cái thấy chứ nó chưa có thấy ra.
Cho nên từ cái thấy đó mà nó tới cái thấy ra đó, thì con có cảm giác như là đối với bản thân con là nó còn có một cái khoảng cách, giống như là con bị kẹt một cái gì đó. Thì hôm nay là con sẵn thầy đang giảng về vấn đề này, con xin thầy là giảng thêm cho con biết cái cách luyện tập như thế nào để có thể nó sâu hơn, để mà mình có thể thấy ra được vấn đề. Con thí dụ như là trong cái chánh niệm thì con luôn mơ hồ hình dung là cái tập trung theo cái kiểu ở đời á, là tập trung một cái chuyện gì đó, thì gần như lúc đó là con cũng chỉ biết có một cái việc đó thôi, nhưng con lại không thấy nó là chánh niệm. Thì giống như nhìn nó vừa giống như cái thấy và thấy ra, thì con xin thầy là giúp cho con có một cái cách nào đó để mà có thể luyện tập sâu hơn, để con có thể đạt được cái điều này ạ. Dạ con cảm ơn thầy. Trong này đó là có một cái sơ hở. Có cái sơ hở đó là làm thế nào để luyện tập để đạt được. Mà chính vì vậy cho nên nó mới là trở ngại làm cho không thấy ra. Chính cái muốn luyện tập để đạt được á mới là bởi vì á khi mà mình luyện tập là mình có chủ quan. Luyện tập như thế nào đó để đạt được cái gì đó thì tức là mình đã có chủ quan trong cái thấy ra. Mà vì mình chủ quan trong cái thấy ra đó cho nên á mình mới là không thấy ra. Bởi vì cái thấy là mình cứ thấy. Nhưng mà cái thấy ra đó thì nó tự đến. Cái thấy á thì còn thấy được, còn cái thấy ra là nó tự đến cho mình không có cho mình không có thấy ra được. Cái thấy ra nó tự đến, còn cái mà thấy á thì hiện tại là mình cứ thấy thôi. Chứ đừng có nghĩ là thấy ra cái gì cả, bởi vì nếu mà mình nghĩ là thấy ra cái gì á thì nó là sai. Cho nên bên thiền tông á người ta cũng tham công án á, là khi tham công án á là để cho người ta cái tâm họ là hoàn toàn không đừng có nghĩ cái gì cả. Đừng nghĩ gì cả, bởi vì nếu mà mình nghĩ là gì đó đó thì nó sai. Cho nên cứ việc tham công án thôi, rồi khi nào nó thấy ra là thấy, khi nào ngộ thì ngộ. Chứ đừng có cái mong chờ thấy ra đó là nó sẽ không bao giờ thấy ra được. Tại vì khi mình mong chờ thấy ra đó tức là mình đã có cái ý là thấy ra cái gì rồi. Trong đầu mình nó đã muốn thấy ra cái gì này. Thí dụ như cái mà 16 cái tuệ đó thì nó cũng rất đúng. Người ta diễn tả 16 cái tuệ là rất đúng. Nhưng mà ít người là thấy ra được 16 cái tuệ đó. Tại vì họ cứ nghĩ rằng là bây giờ làm sao để thấy danh sắc, làm sao để thấy ra được danh sắc, mà vì vậy cho nên không thể nào thấy danh sắc được. Mà bây giờ cứ tự nhiên tròn vẹn thấy biết tròn vẹn vậy thôi thì tự nhiên có một lúc nào đó cái tâm hoàn toàn là nó rỗng lặng trong sáng thì tự nhiên thấy ra, thì cái thấy ra đó là nó tự nhiên. Vì vậy cho nên á trong cái thấy nó cũng phải tự nhiên. Còn nếu mà mình cố thấy, tức là trong đó có cái chữ mà rèn luyện đó là thật á, thế mà cố thấy là đã sai rồi. Không cố thấy chị, bây giờ chị có thấy thôi. Cái thấy đó mà nó khách quan chừng nào, nó trung thực chừng nào thì lúc đó nó mới là thấy pháp như nó là. Còn không á là mình sẽ dễ rơi vào cái tình trạng là tưởng là cho là. Mà tưởng là cho là đó, thí dụ như bây giờ mình thay vì mình cứ đi thôi, mình cứ đi rồi thấy đi thôi, tròn vẹn thấy đi thôi chứ không cần gì hết á, không cần gì hết, chỉ có tròn vẹn thấy đi thôi thì đến một cái lúc nào đó đó tự nhiên mình thấy quả thì té ra trong cái đi đâu có gì đâu, nó chỉ có là cái đi thôi, tức là thấy ra chỉ có cái đi thôi chứ đâu có ai đi, đâu có cái gì đi trong đó đâu. Nó là những cái yếu tố này yếu tố kia nó tạo thành cái đi này thôi. Đó sẽ thành ra lúc đó là người ta thấy ra. Thì cái thấy ra nó là rất tự nhiên.
Còn bây giờ mình nói là bây giờ mình đi mà cứ cố tìm đi mà danh sắc là cái gì? À, bây giờ trong cái đi này danh sắc như thế nào? Thì là nó lại không bao giờ thấy được. À, tức là mình đã đặt cái khái niệm ra trước rồi. Vì vậy cho nên á, bây giờ là chị thấy thôi, trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe. Thì á, lúc đó đó mới là thấy ra nghe ra. Còn nếu mà mình cứ muốn thấy ra nghe ra đó, thì lúc đó chính cái mà muốn thấy ra nghe ra đó nó là thành trở thành che lấp, và mình không còn thấy được một cách tự nhiên nữa. Do đó thầy mới nói là thầy nói cái này là nhiều người không hiểu, thậm chí nhiều người còn cười nữa. Trong cái mà mình gọi là mình hành này, thiền này á, là phải tự nhiên vô tâm. Đó. Nghe chữ chữ tự nhiên thì con nghe được, nhưng mà chữ vô tâm nghe kỳ quá. Cho nên là thầy nói tới đó là thầy phải mở ngoặc ra, mà nói vô tâm tức là không có ý đồ của bản ngã, không có mong cầu mong muốn gì trong đó hết á, tức là chỉ có cứ để tự nhiên mà thấy. Mà cái thấy mà vô tâm á thì mới là cái thấy của tánh biết, còn cái thấy mà có hữu tâm á là nó đã thành ra tướng biết rồi. Khi mà thấy cái thấy mà hữu tâm á là nó có nó thành tướng biết, mà tướng biết á như vậy, khi hữu tâm á là tướng biết là hữu vi hữu ngã, còn vô tâm á tức là cái biết vô vi vô ngã. Vì vậy cho nên á, do cái thấy để mà muốn thấy ra, cho nên á, nó mới là không thấy. Và còn cái thấy đó là nó thấy cái gì đó là thấy, tức là nó ra cái gì đó thì ra, nó thấy ra cái gì đó thì thấy. Chứ đừng có nghĩ là mình sẽ thấy ra theo cái theo thứ tự 16 cái tuệ rồi này kia là coi như hỏng hết rồi. Có thể là khi cái người giác ngộ người ta diễn tả ra như vậy thì đúng, nhưng mà mình lại đi theo cái sơ đồ đó để mà làm thì nó lại sai. Mà mình cần nhớ như thế này nè, Đức Phật giác ngộ rồi ngài mới nói ra, còn bây giờ mình lại lấy cái ngài nói ra để mà giác ngộ, thành ra mình đi ngược. Mình đi ngược, người ta giác ngộ rồi mới thấy ra chứ. Thôi giờ Đức Phật thấy ra rồi, bởi ngài nói ra ví dụ như nói 16 cái tuệ đi, thì nói 60 tuệ, bây giờ mình lại áp dụng cái 16 cái tuệ đó để mà hành á, thì nó lại không ra. Cho nên hồi trước thầy mới có cái ví dụ cái chân con rít á, chân con rít đi á, tức là con rít là nó tự biết đi thôi, cho nên nó không cần phải là cái công thức, nó không cần phải theo cái công thức đi như thế nào hết. Nhưng mà nếu mà nó thật sự biết rõ nó đi như thế nào đó, thì lúc đó nó sẽ ghi ra được công thức. Tức là cái công thức đó nó phải lấy từ cái đi của nó để mà ra. Rồi bây giờ nếu có một cái con rít mà lại áp dụng công thức đó để mà đi đó, thì đi không được. Đi không được. Cho nên mình là có một cái sai là thế này. Mình không biết cách học giáo lý. Mình cứ nói là có pháp học rồi mới đến pháp hành. Nhưng mà mình không biết cách học giáo lý. Là mình cứ học giáo lý xong rồi mình đem áp dụng là trật hết. Học giáo lý để thấy ra cái đã. Thí dụ như thế này, Đức Phật ngài nói là khi mắt thấy sắc thì bạn ngạ khởi lên, thí dụ vậy, nói vậy đi. Thì mình phải thấy ra cái mà khi mắt thấy sắc cái bạn ngạ nó khởi lên, sao mình phải thấy ra cái này nè. Khi mình thấy ra được rồi á, lúc đó mình mới tu đó, tu nó cái chỗ mà thấy ra đó đó. Tu cái chỗ mà cái bạn ngạ nó khởi lên như thế nào rồi, như thế nào nào đó là mình mới tu, là tu trong đó. Chứ còn bây giờ mình lại áp dụng cái câu đó để mình cố không có bạn ngã, thì lúc đó là chính cái cố không có bạn ngã đó là bạn ngã. Đó, cái cố để đừng có bạn ngã là một bạn ngã khác. Cho nên nó vì thế như vậy. Nhưng thực ra là tự nhiên vô tâm mới là tốt.
Tự nhiên vô tâm mới là thấy. Tại vì cái tâm mình á, vốn nó đã là thấy rồi. Mà cố thấy thì nó trật, mà chữ đệ tự nhiên thì nó thấy. Có một người đi học thiền, đến gặp một vị thiền sư, mới nói rằng là xin thiền sư chỉ cho con cái con đường vào đạo. Thì vị thiền sư mới hỏi lại là lúc đó là đang ở bên cái con suối đó. Thì vị đó mới hỏi là ngươi có nghe tiếng suối nào không? Nó có. Đó là đường vào đạo. Vậy thôi. Đường vào đạo là vậy thôi. Tức là nó nghe thôi đó. Trong nghe chỉ nghe thôi là đạo đó. Rồi ai hỏi tiếp? Dạ kính thầy. Dạ cho thầy, thầy cho con hỏi một câu. Khi mà cái tánh biết nó hiển lộ chẳng hạn, thì con thấy là trong thực tế đời sống thì đôi khi cái tâm nó vẫn phải trụ lại một nơi nào đấy và vẫn phải dùng lý trí để có thể hiểu được. Thì con vẫn chưa rõ lắm là khi mà cái tánh biết nó thấy thì có cần dùng lý trí hay không, hoặc là trong đời sống hàng ngày thì khi nào thì tánh biết và khi nào thì vẫn phải cần dùng lý trí ở thực tế ạ. Cảm ơn thầy ạ. Tức là nó có hai cái thấy. Một cái thấy là thấy tự nhiên vô tâm, và một cái thấy do nhu cầu cần thấy, cho nên nó cũng tự nhiên. Nó cũng tự nhiên thôi. Thí dụ như bây giờ mình đang đi cái mình thấy cái gai. Mình thấy cái gai, cái tự nhiên mình chú ý hơn, hoặc là mình thấy một cái gì đó mà thấy không rõ. Giả sử như một cái gì đó mà mình tưởng đó là một cái con sâu hay là cái con bò gì đó. Nhưng mà mình không thấy, cho nên mình phải nhìn cho rõ. Thực ra nó vẫn tự nhiên thôi. Nó vẫn tự nhiên. Có một lần hồi nhỏ thầy ở Huế đó, thì có một cái tai nạn xe cộ diễn ra. Là một cái anh lái xe đi đánh tennis. Thì anh đó, trong khi anh lái xe đó, thì có một cái cô học sinh, cô đạp xe đạp, cô đi ngang qua đường. Thì cái anh này đó liền lập tức là anh tránh chiếc xe. Nhưng mà người ta ngạc nhiên là như thế này. Vì hai bên đường người ta cứ trồng cây ngang nhau như vậy. Và bây giờ tránh cái chiếc xe mà là tránh cái cô học sinh, để cho cô học sinh khỏi bị tống xe rồi. Nhưng mà khi anh lại lái vô lại nằm ngay giữa hai cái cây. Tức là rất là thần kỳ. Có lẽ nếu mà lúc đó mà tính toán cố ý gì đó là chưa chắc làm được. Mà lúc đó đó là cái thấy của tánh biết nó cực kỳ nhanh nhẹn. Tức là nó vừa tránh bên này, nó vừa thấy bên kia liền lập tức. Mà nếu mà lúc đó mà ngồi tính toán đó là có khi nó lại sai. Thì cái chú ý đó thì nó cũng phát xuất từ hai cái yếu tố. Một cái chú ý phát xuất từ tánh biết tự nhiên vô tâm, và cũng có một cái chú ý là cái chú ý do cái tham vọng của bạn ngạ, có tham muốn của bạn ngạ, hay là do gọi là do tư kiến tư dục. Tức là chú ý do tư kiến tư dục, hay là chú ý nó tự phát một cách tự nhiên. Bởi vì những cái yếu tố đó người ta gọi là cái đức, cái tánh biết đó là đạo, và những cái yếu tố mà nó kèm theo đó gọi là cái đức. Ví dụ như từ bi hỷ xả, hay là nhẫn nại, hay là chú ý, hay là cái gì đó, thì cái đó là nó cái đức nó sẽ
tự động nó phát sinh ra. Thật ra khi mình để tự nhiên nhất á, là lúc đó cái tánh biết nó mới dễ là ứng xử một cách tự nhiên. Còn nếu mà mình cố ý trong một cái đó là cái ứng xử nó sẽ trở nên gườm gào liền. Thành nó vẫn chú ý, nó vẫn có hai cái loại chú ý. Chú ý phát xuất từ bản ngã, tham sân si gì đó. Còn một cái chú ý là do một cái phản ứng tự nhiên xuất phát từ cái tánh biết mà ra. Đó, thành nó phải cái đó cũng mình cũng phải nhận ra cái chú ý nào là do mình tìm kiếm, do mình muốn nắm giữ, thì cái đó đó là cái chú ý của bạn ngã. Còn cái chú ý nó phát xuất một cách tự nhiên, mà thường thường ấy, phát xuất tự nhiên ấy, là nó sẽ rất chính xác. Cái điều là đó là như vậy, tức là khi nó tự nhiên vô tâm ấy, thì nó rất chính xác. Mà khi mình có hữu ý thì lúc đó là nó sẽ trật với một xác suất nào đó, cho nó không có chính xác được. Thành cái anh đó, ảnh là có lẽ là anh này anh cũng thường hay đánh quần vợt, cho nên cái thấy của anh nó rất là bén nhạy. Nghĩa là người ta đánh ngã nào là anh phải đợi ngã đó, cho anh không có quyền có ý trước. Anh có ý là nó đánh bên này thì nó đánh bên kia cái là không được, cho nên anh phải tùy theo cái tùy duyên là vậy đó, tức là tùy theo cái người ta đánh như thế nào mà đợi như vậy thôi. Thì đó là có lẽ vì anh quen với cái mà cái phản ứng đó, cho nên bây giờ là anh là khi lái xe đó thì là anh vừa tránh được mà anh lại tránh đi vào trong cái lề, thì là nó nằm ngay giữa hai cái cây. Anh rất nhiều người là thán phục, nhưng mà cái đó thực ra là không phải là anh á, mà cái đó chính là tánh biết nó điều khiển một cách tự nhiên. Cho nên là ở bên tịnh độ á, người ta nói rằng là khi mà mình niệm Phật đến cái chỗ mà hoàn toàn thanh tịnh á, thì lúc đó là Đức A Di Đà tiếp dẫn. Tức là như thế này, khi mà cái tâm mình niệm Phật đến cái chỗ mà tâm mình thanh tịnh trong sáng thì nó chết đi cái bản ngã, tức là không còn cái bản ngã nữa, chứ không phải là mình chết đi để sinh lại kiếp khác, mà nó chết đi cái bản ngã đó. Thì khi mình chết đi cái bản ngã đó thì lúc đó chính cái tánh biết là nó sẽ soi sáng cho tất cả mọi thứ. Thì cái nó gọi là A Di Đà tiếp dẫn là vậy. A Di Đà tiếp dẫn chính là cái bản tâm thanh tịnh ở đây mọi người là soi sáng cho tất cả mọi hoạt động. Rồi ai hỏi tiếp? Dạ thưa thầy, con xin hỏi là con có một trường hợp, giả dụ là ví dụ như là một cái người ở nhà họ là ba mẹ ức hiếp con cái, hoặc là con cái ức hiếp ba mẹ. Người ở ngoài nhìn thấy rõ ràng việc đó là không đúng, họ can thiệp vào cái nhà đó để bảo vệ cho cái người bị ức hiếp, thì cái việc can thiệp đó là có đúng hay không, và họ việc họ tức giận lên là có đúng hay không? Thì cái này câu hỏi cũng rất là thực tế đó, tức là khi trong đời sống á có những cái mà mình thấy bất bình, đại khái là vậy, mình thấy bất bình, thí dụ như thấy là người này ức hiếp người kia, cho nên mình mới can thiệp. Và khi can thiệp á, đôi lúc mình cũng là không phải là can thiệp một cách bình sáng suốt bình tĩnh tự nhiên, mà can thiệp với tâm cũng nổi sân lên. Thí dụ như bây giờ mình đi ngoài đường cái thấy có một người ăn cướp, nó tới nó ăn cướp cái xe của người khác, thì lúc đó là mình phản ứng là mình sẽ rượt theo cái người kia để bắt cái người kia lại chẳng hạn. Thì đó là
Cái đó thì cũng đúng hay không đúng là phát xuất từ cái tâm của mình á. Nếu cái việc can thiệp đó, cái này thì nó mang tính là tục đế thôi, chứ nó không phải là mang tính chân đế. Tức là những cái việc giải quyết ở giữa đời thôi. Nhưng mà là nó cái việc giữa đời thì nó là tương đối. Vì vậy cho nên là cái việc giải quyết của mình là chỉ có tùy thuộc vào cái thái độ tâm của mình mà thôi. Nếu như cái việc làm đó mà mình phát xuất từ cái tâm lương thiện, muốn giúp người khác thì tốt thôi. Đó. Nhưng mà nếu như là mình lúc đó mình cũng nổi sân lên, cũng mất bình tĩnh và có thể gây ra một cái tai hại nào đó, thì vô tình đó là không giải quyết được vấn đề mà có khi bản thân mình cũng bị tai hại vào trong đó luôn. Nhưng mà là nếu mà mình dựng dưng thì cũng không đúng, không tốt. Mà là mình phải biết quan sát, phải thần trọng chú tâm quan sát, hay là nói chung là mình phải phản ứng một cách là sáng suốt, bình tĩnh sáng suốt. Thì lúc đó mình mới là thấy được vấn đề một cách rõ ràng. Thì ở đây đó là phải dùng tới cái nhận thức tục đế. Cái này nó thuộc về nhận thức tục đế. Nó khác. Còn cái mà mình thầy thường hay nói đó là thầy muốn đưa người ta đến cái chỗ là phải thấy ra được cái chân đế, thì cái nó khác. Còn khi ở tục đế đó thì lúc đó phải dựa trên lý trí, dựa trên tình cảm, dựa trên nhận thức đúng với cái quy ước của xã hội hay không, thì cái đó mới được. Thành ra cái thiền và bất thiền á là nó tương đối. Cái thiền và bất thiền á là nó cũng vẫn thuộc về tục đế, nó vẫn là tương đối. Thì cái sự giác ngộ đó là thấy ra. Cái sự giác ngộ thì nó khác, là nó thấy ra toàn bộ vấn đề để mình không có bị là vướng mắc ở trong đó. Không bị vướng mắc không có nghĩa là mình không can thiệp. Tức là về phương diện tục đế, mình vẫn có thể can thiệp. Nhưng mà ta can thiệp á thì lúc đó mình phải thấy rõ, tức là nhận thức đúng, cũng vẫn là nhận thức đúng, và cái hành sự của mình phải đúng đắn. Đúng đắn là gì? Đúng đắn tức là lời mình lời người, chứ không có hại mình hại người. Mình nhớ như thế này này, khi mình nhận thức một điều gì về mặt tục đế đó thì luôn luôn là tương đối. Tức là mình mới nhận thức, giả sử như cái vấn đề đó đó là nó có khi có tới cả hàng ngàn hoặc là vô số những yếu tố, thì mình là chỉ thấy cái một yếu tố nào đó thôi. Chỉ thấy một yếu tố nào đó thôi thì là nó lại sai. Trong bất kỳ cái việc gì ở đời cũng vậy, thực ra là mình chỉ thấy được một số yếu tố thôi, và mình quyết định theo cái số yếu tố đó, mà mình quên rằng là cái sự kiện đó nó diễn ra đó là nó có vô số cái mặt khác nữa mà mình không thấy. Thầy lấy ví dụ như thế này, cái người chồng đó là hay hung dữ với người vợ, thì mình thấy như vậy là mình bất bình, là mình sẽ là giải quyết cái người chồng. Nhưng mà trong cái nội tình đó đó thì nó lại là nhiều khi chính cái người vợ này đã tạo ra cái bức xúc. Người vợ này rất là dở, cho nên là cứ tạo ra những cái bức xúc làm cho ông chồng này ông chịu không nổi. Như vậy á thì mình không thể mình thấy còn một chiều thôi, mà mình chỉ giải quyết một chiều thôi thì nó sẽ trật. Do đó mà mình cần phải thật sự sáng suốt, bình tĩnh, thì khi đó mình mới có thể là can thiệp. Mà cái can thiệp đó, đó là nó phải đúng đắn, dựa trên nhận thức và hành vi đúng đắn, thì khi đó mới được. Mà đúng đắn mà ở trên mặt tục đế đó, thì luôn luôn là tương đối, khó mà mình thấy được mọi cái yếu tố ở trong cái sự kiện đó xảy ra.
Nên thường thường là mình phải nghe hai chiều. Thí dụ như mình phải thấy cái hai cái nhà bên xóm là hai vợ chồng cứ cãi nhau hoài. À, thì bây giờ mình phải nghe hai chiều. Ông chồng thì ông qua ông lại nói là vợ tôi thế này thế kia đủ thứ hết trơn. Nhưng mà mình phải gặp bà vợ để có sự bà nói làm sao nữa. Cái đó chẳng thôi nghe ông chồng không rồi thì là mình giải quyết cũng được. Mà nghe bà vợ không cũng được. Phải nghe cả hai chiều để mà thấy ra. Cho nên vấn đề tục đế là vấn đề tương đối. Mà mình phải hết sức là thận trọng. Cho nên cái thần trọng chú tâm quan sát á, mà thầy đề nghị cái ba cái yếu tố này đó là nó vừa đúng trong tục đế, vừa đúng trong chân đế. Tức là trong chân đế cũng phải thần trọng chú tâm quan sát, mà trong tục đế cũng phải thần trọng chú tâm quan sát. Thần trọng chú tâm quan sát trong tục đế là phải dựa theo những cái yếu tố của xã hội, những cái quy ước của xã hội. Còn trong chân đế đó thì nó lại khác. Trong chân đế thì lúc đó mình phải hoàn toàn là tâm phải là rộng lặng trong sáng thì lúc đó mới thấy được cái sự thật chân đế. Nên can thiệp hay là không can thiệp đúng hay là sai là còn tùy thuộc vào cái thái độ nhận thức và hành vi của mỗi người. Cái mà mình khi mình đụng chạm một cái vấn đề gì đó thì mình nhìn lại mình trước, nhìn lại mình là chính, cái đó là chính xác, cái đó là đúng. Ví dụ như mình nghe người ta chửi thì nghe người ta chửi, nhưng mà phải biết mình lúc đó như thế nào, biết mình lúc đó đang nội sân hay là lúc đó mình đang mặt mày mình ra làm sao, mình phải biết. Chẳng thôi nhiều khi là mình chỉ chú ý đến cái đối tượng mà mình quên mình. Mà cái chính yếu đó trong cái tu tập đó, là phải thấy ra chính mình cái đã. Cũng không phải là mình hoàn toàn mình bỏ cái đối tượng đó đi, nhưng mà mình nghe thì nghe, cho mình vẫn là phải biết mình, biết thân thọ tâm pháp. Thì lúc đó là cái nghe đó chính là pháp đó. Thân thọ tâm đó là pháp. Thì Đức Phật ngài có dạy, bởi vì mình là mình bị buông lung phóng dật với bên ngoài quá nhiều, cho nên bây giờ là đầu tiên là mình phải soi sáng lại mình cái đã. Đùng cạnh thì phải soi sáng lại mình, cho đến một cái lúc mà mình đùng cạnh nào mình cũng thấy ra được mình, thì lúc đó mình thấy cả hai, tức là vừa thấy cạnh vừa thấy mình. À, thì đó là cái trong cái cách tu là như vậy. Ban đầu là bỏ cạnh để thấy mình, nhưng mà sau đó khi mà mình đã thấy được mình rồi đó thì lúc đó mình là thấy cả hai, thấy cả trong cả ngoài. Thì cái thấy mình lại thì tự nhiên mình sẽ điều chỉnh lại được cái nhận thức và hành vi của mình trong việc dạy con, hay là trong việc ứng xử, công việc, trong việc làm, trong rất nhiều cái tình huống mà mình biết mình đó, thì mình sẽ là làm tốt, mình sẽ ứng xử tốt. Cho nên người ta nói là cái hai cái mà nhận thức và hành vi là nó đi đôi với nhau. Không biết là cái người đó nhận thức tới đâu, nhưng mà qua hành vi người đó thì mình sẽ biết được là người đó nhận thức tới đâu. Cho nên không biết là người đó học cái gì hay là theo ai hay là cái gì cũng cần biết. Nhưng mà chính cái sự ứng xử của người đó là biểu thị cái nhận thức của họ. Vì vậy cho nên cái cách ứng xử đó là chính là cái biểu hiện rõ nét nhất của cái nhận thức bên trong. Vì vậy mà cái việc mà mình thường soi sáng lại thân thọ tâm pháp á, là chính đó. Đó là cái cách mà giải quyết được rất nhiều vấn đề. Còn thường á, là mình cứ muốn giải quyết cái bên ngoài. Cho nên người ta nói là mình sinh ra không phải để mà giải quyết hoàn cảnh, mà là hoàn cảnh sinh ra để giúp mình
thấy ra chính mình. Cái cuộc đời này đó là nó muôn mặt, nhưng mà mỗi cái mà mình đối diện á chính là để giúp mình thấy ra mình. Trong thành công thì mình thấy mình ra sao, trong thất bại thì mình thấy mình ra sao, trong khen thì mình thấy mình ra sao, trong chê thì mình thấy mình ra sao, trong vinh thì thấy mình ra sao, trong nhục thì thấy mình ra sao. Thì tất cả những cái bên ngoài đó thực ra nó chỉ có một cái ý nghĩa là để mình soi lại chính mình. Do đó nhìn lại chính mình, thấy rõ chính mình trước, rồi khi đó cái việc ứng xử là tùy thuộc vào cái mà mình, mức độ mà mình thấy được mình như thế nào. Nếu mình thấy mình rõ ràng thì mình sẽ ứng xử tốt, bởi vì cái ứng xử nó phát xuất từ chính mình, phát xuất từ cái thái độ nhận thức của mình đó. Cho nên là trở về mà soi sáng lại mình là chính. Thầy cũng thường hay nói là phải trở về soi sáng lại chính mình thôi. Còn cái việc can thiệp bên ngoài đó là lúc đó là tùy duyên, tùy duyên để ứng xử. Có thể là thế này, có thể là thế kia, cho nên không thể có một cái nhất định nào, không có bất kỳ một cái nhất định nào. Bây giờ mình đói bụng thì mình là khuyên người ta nên ăn hay là khuyên người ta nên không ăn, cái đó tùy. Thí dụ như đói bụng nhưng mà có trường hợp là phải nên không ăn, nhưng mà có trường hợp thì là phải ăn. Cho nên cũng thể nói là đói bụng là phải ăn. Thì do đó cái đó nó tùy duyên và tùy ở nơi mỗi hoàn cảnh, ở mỗi người. Thành cái ứng xử đó là cái mà tương đối, cái quan trọng là phát xuất từ nhận thức và hành vi của mình mà thôi. Nghĩ 15 phút rồi vô trả lời sao? Giờ mình nghĩ 15 phút rồi.